Xin chào các bạn, một những cái câu hỏi mà thường nhận được rất là nhiều trong thời gian gần đây đó chính là làm sao để tham gia vào những cái ứng dụng DeFi, làm sao để mà yield farming cho nên trong cái video ngày hôm nay Thuận sẽ cùng các bạn tìm hiểu về yield farming cũng như là Thuận dùng một cái số tiền để mà tham gia vào yield farming để có chúng ta thấy được yield farming lợi hại như thế nào và lợi nhuận ra sao và nguy hiểm là ở đâu và các bạn thấy là chúng ta sẽ sử dụng cái giao thức chính thức đó chính là Yearn.finance Một cái giao thức mà rất nhiều bạn quan tâm đến Trước hết như mà nào mà không hiểu thường đang nói gì hay là không biết Yearn.finance là gì wifi là gì thì các bạn có thể xem cái video thường làm cách đây 3 ngày Đó chính là cái video 690 bàn luận về Yearn.finance YFI DeFi thì cái video này sẽ trên màn hình cũng như là phía dưới cái video sẽ có một cái link đó chính là cái link để các bạn bấm vào để xem cái video 690 này cho những bên nào mà có hứng thú tại vì cái video này chúng ta sẽ không nói quá nhiều về dân chấm finance là gì mà chúng ta chủ yếu là sẽ coi coi làm sao để mà tham gia và trước khi mà chúng ta tiếp tục thì các bạn thấy là các bạn phải có một cái ví đó chính là cái ví MetaMask cho nên cách đây khoảng chừng là hai tiếng đồng hồ thuộc cái đăng một cái video cái video 697 tải và kết nối ví MetaMask nhưng mà nào mà chưa có ví này thì hãy xem cái video 697 cũng như là thường mới vì chia sẻ cái link trên màn hình cũng như là ở phía dưới cái phần mô tả để các bạn thể bấm vào cái video 697 để tìm hiểu thêm về cái ví MetaMask và đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Nói tới DeFi, nói tới yield farming Đầu tiên hết thì Thuận phải chia sẻ với các bạn những cái nguy hiểm khi mà các bạn tham gia vào yield farming Tham gia về DeFi Và Thuận không có khuyến khích bất cứ một bạn nào mà theo Thuận tham gia vào những cái ứng dụng DeFi này Tham gia vào những cái chiến lược yield farming Tại vì nguy hiểm là rất nhiều để Thuận chia sẻ với các bạn Và cả ngày hôm nay Thuận đã dành thời gian để mà đọc rất là nhiều những cái bài viết Cũng như là xem rất là nhiều những cái YouTube video liên quan tới yield farming nhất là những cái video liên quan tới chấm Finance và được có thể chia sẻ với các bạn là nhiều cái video mặc dù là chỉ đăng cách đây vài tuần nhưng mà đã hoàn toàn lỗi thời. Tại sao? Tại vì cái thị trường này di chuyển quá nhanh và nhất là chấm Finance đã thay đổi rất là nhiều trong dòng mấy tuần qua cho nên nhiều bài viết, nhiều video đã không còn hiệu lực nữa và thường nhất chia sẻ với các bạn những gì mình thường đã học được ngày hôm nay à, cũng như là cùng nhau tìm hiểu coi coi là bây giờ nếu như muốn tham gia vào you Finance thì cách đơn giản nhất là như thế nào thực ra không có phức tạp như các bạn nghĩ rất là đơn giản nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái nguy hiểm các bạn thấy được là dương chấm finance thì trên trang web dương chấm finance đã nói rất rõ ràng là this project is in beta use as your own risk có nghĩa là cái dự án này là vẫn còn đang trong thời kỳ thử nghiệm nếu như các bạn sử dụng thì các bạn phải chấp nhận nguy hiểm có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy là cái giao thức Dương.Finance này cho đến ngày hôm nay chúng ta thực sự vẫn chưa thấy được một cái đơn vị uy tín thứ ba nào đứng ra công nhận là cái lập trình của cái giao thức Dương.Finance này an toàn. Có nghĩa là các bạn sẽ có những cái rủi ro khi mà sử dụng Dương.Finance như là lỗi của cái mạng lưới, lỗi lập trình, khiến cho hacker tấn công được vân vân và có thể là bị mất tiền đó là cái nguy hiểm căn bản khi mà sử dụng chấm Finance ngoại trừ cái nguy hiểm đó ra các bạn thấy còn bốn nguy hiểm khác nữa liên quan đến sử dụng những cái ứng dụng này các bạn thấy được là không chỉ riêng Finance nhưng mà những cái ứng dụng DeFi là liên kết với nhau thành một cái chuỗi cho nên các bạn có những cái chiến lược như là DeFi farming để các bạn có được cái lợi nhuận tối ưu tại vì tất cả những giao thức này là kết nối với nhau cho nên các bạn thấy được là ngoại trừ cái giao thức của dân trong finance có thể là gặp lỗi ngay cả những cái hợp đồng thông minh smart contract của những cái ứng dụng liên quan như là curve cũng có thể bị lỗi cho nên mặc dù là các bạn thấy là dân chấm finance sau này có thể được công nhận là một giao thức an toàn nhưng mà giao thức của curve có thể là không an toàn hay là các bạn thấy là những cái giao thức Uh, liên kết có thể bị lỗi như là AV, DYDX, Compound tất cả những giao thức này được kết nối với nhau để cho các bạn có được một cái lợi nhuận tối ưu cho nên bất cứ một giao thức nào trong hệ thống này bị lỗi các bạn vẫn có thể bị mất tiền nguy hiểm kế tiếp thường muốn nói tới đó chính là nguy hiểm thanh thoảng nếu như mọi người cùng nhau thoát ra thị trường này một lượt thì lúc đó sẽ như thế nào các bạn có thể tưởng tượng được uh, nhất là lúc mà chúng ta thấy là cái mạng lưới của Ethereum đang bị tắt nhãn thì có thể các bạn gặp nhiều rắc rối và cái nguy hiểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta bắt đầu nói chi tiết đó chính là những cái stable coin, những cái đồng ổn định thì có thể là bị sập những đồng ổn định như là đồng tether đồng dai chẳng hạn tuy nhiên cái nguy hiểm thứ tư này nguy hiểm cuối cùng này thì đối với thuận cũng không phải là một cái nguy hiểm riêng cho thị trường defi những cái chiến lược di mà là cái nguy hiểm chung cho cả thị trường crypto các bạn thấy rằng nếu như mà đồng tether bị sập thì thường nghĩ là tất cả thị trường crypto đều gặp rắc rối chứ không chỉ riêng ở những cái ứng dụng DeFi, những cái chiến lược yield farming thì để giảm đi cái rủi ro khi mà thuận thực hiện những cái cuộc thử nghiệm này thuận sẽ sử dụng các tiền lời ở trong cái ứng dụng BlockFi như bạn có đã biết là thuận tham gia ứng dụng BlockFi thì cũng đã vài tháng thường để một ít tiền trên nhiều BlockFi này tại vì thường vẫn chưa có tin tưởng hoàn toàn nhưng mà có lợi nhuận thì cũng khá là chấp nhận được các bạn thấy là lợi nhuận trong vòng vài tháng qua thì đã trả vào ví của thuận là 1539 đô la nhiều bạn hỏi thuận là có tin tưởng blockfi hay là không thì trên căn bản blockfi là một cái công ty cũng được nhiều người uy tín đầu tư vào cũng được cái số lượng vốn hóa rất là lớn và là một cái công ty của Hoa Kỳ cho nên trên căn bản thì Thuận không có một số những cái lòng tin đối với BlockFi đương nhiên không phải tin tưởng hoàn toàn cho nên chỉ lưu trữ một phần nhỏ trong BlockFi và cái lợi nhuận là các bạn thấy là khoảng 1.500 đô này sẽ là cái số tiền mà thường sẽ dùng để mà tham gia tìm hiểu về yield farming Tại vì cái số tiền này có thể là hoàn toàn bị mất đi, thuận hoàn toàn chấp nhận cái nguy hiểm đó Đó là một trong những điều mà các bạn cần phải biết khi mà tham gia vào những cái ứng dụng DeFi những cái chiến lược yield farming thì chúng ta sẽ nói tới khá nhiều những cái giao thức ngày hôm nay. À, có thể là các bạn cảm thấy là phức tạp nhưng mà Thuận có thể nói với các bạn là không phức tạp như là các bạn nghĩ. Sau khi bạn xem video này có thể các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Và cái video này có thể là dài hơn những cái video bình thường tại vì Thuận phải chia sẻ à, rất là nhiều điều mà thường đã học được ngày hôm nay. Các bạn thấy là nó một cách đơn giản thì khi chúng ta nói tới yield farming có nghĩa là những cái chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận khi mà các bạn để tiền vào những cái ứng dụng DeFi thì trước đây một người đâu đó giống như là các bạn có một đồng như là đồng Dai, đồng Ether, đồng USDC chẳng hạn những đồng nào mà các bạn có thể nạp vào deposit vào những cái ứng dụng DeFi để mà kiếm được lợi nhuận thì trước đây các bạn là phải tự đi từ cái ứng dụng DeFi một để mà tìm coi coi ngày hôm nay giống như là các bạn có đồng mà ổn định theo đời đi thì các bạn nói là hôm nay đồng theo đời của mình thì để vào cái giao thức nào cái ứng dụng DeFi nào để có được cái lợi nhuận cao nhất thì trước đây mỗi ngày các bạn không còn cách nào khác ngoại trừ là các bạn bỏ thời gian ra để mà đi lên từng cái ứng dụng một của coi là hôm nay là cái ứng dụng đó là trả bao nhiêu phần trăm tiền lời khi mà các bạn để đồng theo đời vào thì đương nhiên mỗi ứng dụng là sẽ mỗi khác mỗi ngày sẽ mỗi khác tất cả đều là tùy theo cái nhu cầu của thị trường nếu như mà thị trường có nhu cầu mượn đồng các bạn gửi vào cái ứng dụng nhiều mà cái nguồn cung không nhiều thì đương nhiên phần trăm lợi suất sẽ cao lên và đương nhiên là mỗi cái giao thức, mỗi cái ứng dụng đều sẽ có một cái phần trăm khác nhau tùy theo là cái số tiền nạp vào là bao nhiêu. Cho nên các bạn là phải tự đi tìm hàng ngày coi coi là hôm nay là compound trả bao nhiêu, DYDX trả bao nhiêu vân vân và vân vân. Và các bạn phải tự di chuyển tiền làm như vậy thì thứ nhất là sẽ mất thời gian các bạn tìm hiểu coi coi là hôm nay cần phải để tiền vào cái ứng dụng nào. Thứ nhì nữa là các bạn cần phải bỏ công sức ra, bỏ thời gian để mà di chuyển đồng đó và thứ ba các bạn thấy là có thể tính cái phí rất là cao và sẽ rất là phức tạp. Cho nên các bạn thấy là cái sự ra đời của chấm finance là một cái điều mà thị trường đang mong đợi tại vì bắt đầu là từ tháng 2 của năm 2020 này chấm finance đã ra mắt và cái điều mà Dương. Finance làm được là các bạn chỉ cần để tiền và cái ứng dụng Dương. Finance này giả sử như các bạn để đồng tether vào thì Dương. Finance sẽ tự động cái giao thức này sẽ tự động để mà tìm kiếm trên mạng coi coi là thời điểm này cái đồng này bây giờ gửi vào cái giao thức nào có được lợi nhuận cao nhất thì sẽ tự động có nghĩa là sẽ tự động làm những gì mà các bạn phải tự làm trước đây cho nên các bạn thấy được tại sao mà dân chấm finance là một cái ứng dụng mà mọi người ở trên thị trường DeFi này đều rất là hoan nghênh và chào đón và sau đó các bạn thấy cái sự kết nối giữa dân chấm finance và curve làm cho mạng lưới dân chấm finance lại càng mạnh hơn và chúng ta cũng sẽ nói tới giáp với fi nhưng mà chúng ta sẽ không nói về cái chi tiết ở cái slide này Thường sẽ chia sẻ thêm những cái chi tiết khi mà chúng ta tiếp tục thì cái trang web chúng ta sẽ nói tới đó chính là zearn.finance/earn thì các bạn có thể vào trang web zearn.finance/earn này sau đó bấm vào connect your wallet để mà kết nối cái ví của các bạn với lại cái giao thức Yearn.finance thì cái điều đầu tiên mình thuận làm đó chính là kết nối cái ví của thuận với lại Yearn.finance bằng cách là vào Yearn.finance slash earn sau đó bấm vào connect your wallet khi mà các bấm vào connect your wallet các bạn sẽ có một số những cái sự lựa chọn và trong cái sự lựa chọn này thuận sẽ chọn Metamask thuận cảm thấy là Metamask là cách đơn giản nhất để mà sử dụng cho những cái ứng dụng DeFi này thì các mà bấm vào Metamask và Metamask cũng là cái lựa chọn mà rất nhiều người sử dụng hiện tại thì bấm về Metamask các bạn sẽ có những cái sự lựa chọn như là các bạn chọn vào cái ví nào mà các bạn có Cũng như là Thuận đã chia sẻ ở đầu video Nếu các bạn chưa có cái ví Metamask thì bạn cần nên xem cái video mà Thuận mới vừa đăng hồi nãy để mà tạo một cái ví Metamask Sau khi các bạn đã kết nối ví Metamask rồi thì các bạn có thể là chọn lựa cái địa chỉ ví nào mà có tiền Tuy nhiên các bạn trước hết phải gỡ tiền vào cái ví Metamask Cũng tương tự như là những cái ví khác các bạn có thể xem cái video mà Thuận đã chia sẻ cái tiền vào tiếng đồng hồ link sẽ ở phía dưới video này thì các bạn bấm vào cái ví nào mà có tiền các bạn bấm vào next sau khi mà bấm next các bạn thấy được là các bạn sẽ bấm connect thì các bạn phải để ý là cái dấu tích sẽ là một cái dấu tích đã check rồi như là các bạn nhìn thấy trên màn hình sau đó bấm connect thì các bạn sẽ kết nối cái ví MetaMask của mình với là cái giao thức Yearn.Finance này đây là cái điều đầu tiên mà thường đã làm là kết nối cái ví của mình với lại giao thức Yearn.Finance sau khi mà bấm connect thì các bạn thấy là chúng ta sẽ tới cái trang như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì hồi tháng 2 khi mà Yearn.Finance mới vừa ra mắt thì lúc đó mọi người chỉ sử dụng rất là đơn giản, các bạn thấy là các bạn có thể uh, nạp cái đồng nào mà trên mạng lưới có thể cho các bạn nạp như là đồng Dai, đồng USD Coin, đồng USDT, đồng TUSD vân vân và vân vân có rất nhiều những đồng, các bạn chỉ cần là nạp đồng đó vào trong cái giao thức dương .finance này và sau đó giao thức này sẽ đưa cái đồng đó lên những cái giao thức khác nhau, giao thức DeFi khác nhau để cho có được cái lợi nhuận cao nhất và sẽ liên tục di chuyển đồng để cho các bạn có được cái lợi nhuận cao nhất. ở thời điểm mình thường làm video này thì deposit để đồng dai vào là lợi nhuận cao nhất là 7,6%, USDC thì thấp hơn là 3,8%, đồng theo đời chỉ có 0,53% thì các bạn thấy là đai là cái đồng mà được cái phần trăm cao nhất ở thời điểm hiện tại đây là cái cách à, sử dụng đơn giản các bạn gửi đồng nào thì đồng đó là được di chuyển được farm cho những cái ứng dụng khác để lấy được lợi nhuận và đem trở về và khi mà các bạn đã sẵn sàng thì có thể rút cái đồng này ra khỏi cái giao thức dân chấm finance này nhưng mà người ta không sử dụng như vậy tại vì các bạn thấy được là phần trăm không có được hấp dẫn lắm nếu như mà chỉ có cái phần trăm như mà nhìn thấy trên màn hình thì sẽ không có nổi như là ngày hôm nay lý do tại sao nổi thì mình sẽ chia sẻ thêm một lát nữa tại vì cái phần trăm thực sự sẽ cao hơn rất là nhiều khi mà các bạn kết hợp cái yen.finance này với lại Curve Finance và sử dụng những cái chiến lược DeFi thông qua White Vault Nhưng mà đây là cái hiểu đơn giản về yen.finance này và chúng ta đã kết nối thành công cái ví Các bạn thấy được cái địa chỉ ví đã nằm ở trên màn hình ở góc ở phía bên trên bên tay phải Sau đó chúng ta sẽ lên trên một cái trang web khác đó chính là Curve.fi Thì rất nhiều người sử dụng Curve.fi này để mà kết nối với lại yen.finance thì cái sự khác biệt ở đây đó chính là nhiều người thì khi các bạn sử dụng curve chấm finance này thì người ta sử dụng một cách đơn giản trước đây đó chính là dùng cái ứng dụng curve chấm finance này để mà chuyển đổi những cái đồng ổn định như các bạn thấy là đổi đồng DAI qua đồng USDT hay là đổi đồng USDT qua bên đồng BUSD vân vân và vân vân và có thể là chuyển đổi những cái đồng như là RAND BTC, WBTC hay là SBTC có nghĩa là thế chấp đồng BTC trên những cái mạng lưới của Ethereum thì người ta trước đây sử dụng Curve.finance để làm những việc này nhưng mà sau này thì các bạn thấy đã có thể kết nối cái ứng dụng Curve Finance này với lại Yearn.finance bằng cách là các bạn thấy là ở phía bên trên các bạn bấm vào ba cái dấu sau đó các bạn bấm vào Why Why Pool này đó chính là cái pool mà kết nối ứng dụng Curve Finance với lại ứng dụng Yearn Finance kết nối hai cái này lại tại sao lại phải kết nối thì trước đây các bạn cũng đã biết là các bạn gửi đồng nào thì được lợi nhuận đồng đó nhưng mà không khi nào các bạn gửi đồng USDT mà muốn được cái lợi nhuận của đồng Dai lợi nhuận đồng Dai bây giờ đã đang cao hơn nhưng mà khi mà các bạn sử dụng Curve .fi với lại Yearn Finance thông qua cái white pool này thì các bạn có thể là gửi đồng tether nhưng mà các bạn vẫn có thể nhận được lợi nhuận của đồng dai bằng cách là cái hệ thống curve.fi này sẽ tự động chuyển đổi đồng của các bạn và sau đó gửi trở về chấm finance và tùy theo là đồng nào có lợi nhuận cao nhất sẽ được chuyển đổi thông qua curve.fi sau đó chuyển trở về chấm finance dùng cái đó để mà form để các bạn có được lợi nhuận cao hơn đây là cách hiểu đơn giản nhưng mà hiện bây giờ nếu như mà muốn sử dụng curve.fi thì thuận phải có sẵn những cái đồng ổn định nhưng mà trong cái ví Thuận bây giờ là không có đồng ổn định cho nên thường đã lựa chọn là sử dụng một cái trang web khác đó chính là cái trang web zapper.fi thì zapper.fi này là một cái trang web mà các bạn có thể là sử dụng đồng Ethereum hay là một số những đồng khác mà không cần phải chuyển đổi qua đồng ổn định tại vì mạng lưới này sẽ tự chuyển đổi cho các bạn thì trên zapper.fi khi bạn bấm vào connect wallet đây là cách mà thường đã làm ngày hôm nay thì bấm vào wallet sau đó các bạn kết nối cái ví metamask thì cũng tương tự như là các bạn kết nối với lại dân chấm finance không có gì gọi là quá khác biệt thì các bạn thấy là kết nối sau đó bấm vào cái ví của tiền bấm next như là thường đã chia sẻ hồi nãy thì các bạn thấy là bấm connect thì các bạn sẽ kết nối cái ví của các bạn các bạn thấy là cái ví thường đã kết nối với lại zapper.fi sau đó các bạn bấm vào invest. Sau khi bấm vào invest thì cái mà thuận nó làm hồi nãy đó chính là để tiền vào trong cái wave curve này. Thì cách mà thuận làm là các bạn thấy là cái chỗ mà tìm kiếm khi mà bấm vào invest sau khi mà kết nối cái ví rồi thì cái chỗ mà tìm kiếm các bạn để vào curve thì thường xem những cái video cũ trước đây thì người ta đều nói là bấm vào white curve sau khi mà để chữ curve Ở chỗ tìm kiếm thì các bạn tìm kiếm cái chỗ là white curve Nhưng mà thường nghĩ là white curve wall mới là cái cách làm đúng bây giờ Thường vẫn chưa thử nghiệm cái đó Nhưng mà để thường chia sẻ với những gì mà thường đã làm hồi trưa ngày hôm nay Đó chính là chọn lựa white curve như là nhiều người đã nói trên mạng Sau đó bấm add liquidity Có nghĩa là các bạn nạp tiền vào trong cái pool white curve này Các bạn thấy là white curve này cũng là cái pool mà chúng ta mới vừa nói tới khi mà chúng ta nói tới cái hệ thống curve.fi này cái Whitepool có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy được là cái giao diện là khác nhau nhưng mà trên căn bản cách làm ở phía sau lưng này giống nhau hết các bạn thấy hệ thống là chỉ là một chỉ có là các bạn sử dụng cái giao diện nào mà thôi cái giao diện của curve.fi này thì các bạn phải để đồng ổn định trực tiếp nhưng mà thường không có sẵn thường chỉ có đồng tiêu bây giờ ở trên cái ví này cho nên thường sẽ sử dụng zapver.fi và sau đó các bạn thấy được là thường sẽ đi vào cái wipe curve pool tương tự như là cái wipe curve pool ở trên curve.fi gì đó sau khi mà bấm vào Add Liquidity thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình kế tiếp sẽ cho Thuận gửi vào bao nhiêu đồng Ethereum Thì như thường đã chia sẻ ở đầu video là Thuận sẽ bỏ ra là 1.500 đô và chấp nhận là mất hết số tiền này Tại 1.500 đô này là cái số tiền lời Thuận lấy từ được BlockFi Thì coi như đây là một cách để mà Thuận giảm đi cái phần nguy hiểm thì các bạn thấy là cái 1.500 đô thì đối với cái giá Ethereum hiện tại là khoảng 4,5 đồng Ethereum. Cái bạn kiểm tra là bây giờ lại để cái 4,5 Ethereum này vào White Curve và sau đó các bạn bấm Confirm. Thì sau khi bấm Confirm, các bạn sẽ thấy là cái màn hình kế tiếp cho các bạn Confirm là bây giờ các bạn muốn gửi 4,5 đồng Ethereum tương đương với 1.487 cộng với lại cái phí gas cho bạn thấy là tới 66 đô la để mà gửi 1.487 đô thì các bạn thấy được là cái phí gas rất là cao đây là một trong những lý do tại sao mà cái mạng lưới Ethereum bị tắt nhãn mấy hôm nay tại vì người ta sử dụng những cái ứng dụng DeFi quá nhiều để mà sử dụng những chiến lược yield uh, farming và các bạn thấy là tổng công hết thường sẽ tốn đi 1.553 đô la để mà làm cuộc thử nghiệm này đương nhiên là chỉ mất tiền khi nào mà gặp sự cố chứ nếu như không thì mình có thể rút ra cái số tiền này sau khi mà đã có lời thì thường sẽ bấm vào confirm thì các bạn thấy là các bạn cũng sẽ confirm cái giao dịch này tương tự như là cái giao dịch mà các bạn sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng những cái ví khác của Ethereum thì bấm confirm thì các bạn cứ tiếp tục đi theo màn hình để mà xác nhận thì khi bạn bấm confirm rồi thì ra mà nói là phía sau lưng sẽ có rất là nhiều những cái giao dịch giao dịch đầu tiên là phải chấp nhận để cho di chuyển đồng Ethereum của mình vào trong Zapper.fi rồi sau đó phải đổi ra đồng ổn định rồi sau đó mới lấy cái đồng thế chấp ở trên cái mạng lưới của Zen.finance nhưng mà thật ra những điều này các bạn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều tất cả đều tự động hết khi bạn bấm confirm thì tất cả những giao dịch này sẽ, sẽ tự động kích hoạt và các bạn thấy được là sau khi mà đã kích hoạt thì ở phía dưới góc bên tay phải sẽ để là do Transaction has started có nghĩa là cái giao dịch các bạn đã bắt đầu Thì tất cả những gì mình thường mới vừa nói là sẽ tự động hết cho bạn bấm vào confirm mà thôi Sau đó thì Thuận theo một số những cái hướng dẫn trước đây ở trên mạng thuận vào cái trang web wifegirl.finance Sau đó là thuận bấm connect để cho kết nối với lại cái mạng lưới wavego. finance này Đây là cái nơi mà trước đây dùng để staking để thường chia sẻ thêm một lát nữa sau khi bấm vào connect thì các bạn thấy là cũng tương tự thường chọn Metamask sau đó thì đi theo những cái bước mà chúng ta đã làm trước đây chọn cái ví nào mà có tiền cái ví mà các bạn mới vừa dùng để mà gửi cái đồng Ethereum sử dụng Zapper Finance sau đó bấm next thì các bạn thấy là sau đó lại bấm connect để mà kết nối cái ví của các bạn với lại wavegirl.finance này thì khi mà các bạn bấm connect xong các bạn thấy được là có hai sự lựa chọn đó chính là một là stake hai là vote thì thường bấm vào stake như là cái hướng dẫn của nhiều cái trang web trước đây thì sau khi bấm vào stake thì tôi thấy là bên trên này thì có hai cái version hai phiên bản, phiên bản 1 và phiên bản 2 thường đã thấy có gì đó là không có đúng, tại vì những cái chỉ dẫn trên mạng thì không có như vậy, nhưng mà thường vẫn tiếp tục theo chỉ dẫn là bấm vào cái curve.fi, cái phần này các bạn thấy, đây là cái phần mà nhiều người chỉ dẫn trên mạng, curve.fi, sau đó bấm open thì các bạn thấy là sau khi thường mở ra thì tới cái trang kế tiếp Bây giờ các bạn thấy là Thuận đã có 1476.98 uh, token curve.fi Thì cái token này để hiểu một cách đơn giản Đây không phải là một cái token mà các bạn dùng để mà giao dịch trên những cái sàn giao dịch Token này giống như là một cái giấy nợ Cái token này giống như là cái giấy nợ là Thuận đã thế chấp cái đồng Ethereum của Thuận lên trên cái pool của trong finance Trong cái pool đó có rất là nhiều tiền Cái pool đó bây giờ là có hơn 600 triệu Và cái số đồng Ethereum của Thuận chỉ là một phần trong 600 triệu đó Cho nên một cách hiểu đơn giản 1476.98 curve.fi này là cái giấy ghi nợ mà mạng lưới đã gửi cho Thuận để cho sau này Thuận sẽ dùng cái giấy ghi nợ này để mà lấy lợi đồng của mình khi mà Thuận muốn thoát ra khỏi mạng lưới của chấm finance thì trên mạng sẽ có rất nhiều cái bài chỉ là bây giờ bấm vào stake token để các bạn có thể stake cái đồng này để có thể nhận được cái phần thưởng wifi nhưng mà thường bấm stake hoài cũng không được nhưng mà cuối cùng thường đã biết là tại sao là tại vì những chỉ dẫn đó bây giờ đã không còn chính xác nữa bây giờ đã không còn stake sử dụng cái phương cách này nữa là lý do tại sao tại vì chỉ có 30.000 đồng wifi tổng cộng cho nên bây giờ đã chuyển qua một hệ thống khác đó chính là cái hệ thống vault của dân.finance thì điều kế tiếp mình thường đã làm đó chính là vào trang web dân.finance slash vault các bạn nhìn thấy trên màn hình thì khi mình thường bấm vào cái trang web này các bạn sẽ thấy được là cái ví của thường đã kết nối cái ví MetaMask của thường đã kết nối tự động tại vì thường vẫn còn nằm trong cái mạng lưới của dân.finance thì khi mà lên đây thì các bạn thấy là cái số 1476.98 đồng YCRV của Thuận thì vẫn còn nằm ở đây. Có nghĩa là cái đồng dân finance mà Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn. Cái đồng 1476 này thì Thuận thấy là vẫn nằm, nằm ở trên cái chấm finance vol có nghĩa là không có mất. Cho nên Thuận cảm thấy là an tâm hơn. Cái số tiền đó là vẫn còn nằm ở đây. Nhưng mà cái mà Thuận cần phải làm đó chính là bây giờ phải stake. Tại vì bây giờ là cái đồng này chỉ nằm yên một chỗ. Cái mà Thuận có thể là nhận được là chỉ có là cái phần thưởng nhỏ đến từ phần trăm lợi nhuận khi mà cho vay nhưng mà nếu thường muốn có phần trăm cao hơn thì phải tham gia vào cái vote uh, của chấm finance thì cách mà các bạn tham gia thì cũng rất đơn giản các bạn có thể lựa chọn là muốn stake bao nhiêu đồng YCRV này thường thì muốn stake tất cả cho nên sẽ bấm vào 100% sau khi bấm vào 100% các bạn thấy được là có nghĩa là thường sẽ stake hết 1476 đồng YCRV này vào trong cái vote của chấm finance sau đó các bạn thấy được là trên màn hình sẽ hiện ra một cái thông báo từ Metamask Nói là nếu như bạn muốn stake cái số tiền này thì thường phải trả cái phí là 2 đồng 64 sen Cũng không mắc lắm cho nên thường bấm confirm Sau đó lại phải confirm thêm một lần nữa là sẽ trả thêm một cái phí là 5 đồng 48 sen thì thường bấm Confirm, các bạn thấy được là cho đến bây giờ thường đã trả phí 3 lần để mà tham gia vào Yield Forming này Thì tại sao mà cái phí cao như vậy, một lát nữa thường sẽ thống kê là thường trả bao nhiêu phí để mà tham gia vào Yield Forming Có thể thấy được là cái phí là cao bao nhiêu và tại sao mạng lưới lại bị tắt nhãn Và tại sao mà cái phí cao như vậy mà người ta vẫn tham gia vào Thì lý do tại vì các bạn thấy được là cái phần trăm lời ở trên chấm finance vô bây giờ là rất là cao các bạn thấy là 86,43% 86%, 86 trong vòng một năm là con số rất là cao thì nhiều người khi mà nhìn vào những con số như vậy thì có thể nói là đây là một cái sự lừa đảo đa cấp vân vân và vân vân nhưng mà thật ra mà nói là cũng không phải là như vậy tại vì các bạn thấy khi mà các bạn hiểu rõ được là phía sau lưng của những giao thức này là có những gì cái số tiền đến từ đâu thì các bạn sẽ hiểu là không phải là lường gạt cũng như không phải là đa cấp chỉ đơn giản tại vì bây giờ là không có nhiều người tham gia vào cái vote này khi mà nhiều người tham gia vào hơn hay là nhu cầu bị giảm xuống thì cái phần trăm này cũng sẽ tự động điều chỉnh cái phần trăm này điều chỉnh hàng ngày hôm qua chỉ có 77 phần trăm hôm nay là 86 phần trăm ở cách đây vài ngày có thể lên tới mấy trăm phần trăm 300 400 phần trăm một năm nhưng mà cái phần trăm này sẽ di chuyển liên tục tùy theo là trên mạng lưới có bao nhiêu tiền và cái nhu cầu landing của những ứng dụng DeFi bây giờ là bao nhiêu tiền lời đến từ đâu các bạn đều có thể xem xét ở trên mạng lưới blockchain của Ethereum cho nên một cái video khác thuận và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu coi coi là cái số tiền đến từ đâu mà tại sao cái phần trăm lợi nhuận lại cao như vậy sau đó thường bấm kịch thì các bạn thấy được sau khi thì Thuận đã thành công staking đồng Ethereum của Thuận thông qua Zapper.fi sau đó thông qua Yearn.finance dashboard đã thành công stake tổng cộng là 1.358,4 đồng USD vào trong cái yen chấm finance Vault này và cái phần trăm tiền lời là 86,4% một năm thì thường sẽ chờ đợi một thời gian và thường sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn uh, trong tuần là cái phần trăm tiền lời thực sự là bao nhiêu và có đáng hay là không các bạn thấy được là tại sao mà cái phí cao như vậy thì cái phí các bạn thấy thường đã trả ba lần lần đầu tiên là 66 đô lần thứ nhì là 2 đô 64 cent và lần thứ ba là 5 đô 48 cent thì cộng lại ba cái phí này các bạn thấy được là 66 cộng với lại 2 là 68 cộng với lại 5 là 73 đô Các bạn thấy là stake chỉ có 1470 đô mà phải trả tới 73 đô phí cho mạng lưới của Ethereum Nhưng mà người ta vẫn tham gia Tại sao? Tại vì you farming bây giờ đã quá lời, các bạn thấy lời tới 86,43%. Và đương nhiên, cái phí này là đều giống nhau. Các bạn gửi bao nhiêu thì cái phí thì cũng tương tự. Cho nên những người nào mà tham gia với cái số lượng lớn giống như là các bạn tham gia vào 50.000 đô hay là 100.000 đô hay là thậm chí chỉ có 10.000 đô thì cái phí cũng như vậy, cái phần trăm phí so với cái phần trăm các bạn tham gia sẽ ít hơn. Vì lý do đó, rất nhiều người có tiền trên thị trường crypto bây giờ rất là thích Sử dụng những cái chiến lược yield farming này các bạn thấy được là nếu như mà cái phần trăm lợi nhuận giữ y nguyên là 86% thì các bạn gửi 100 000 cho đến một năm sau các bạn đã lời được 86 000 chứ đừng nói tới các bạn gửi tới mấy trăm ngàn đô thì cái phần lời các bạn đã thấy là nhiều bao nhiêu cho nên thu hút được rất nhiều người tham gia vào DeFi hiện tại. Đương nhiên, nguy hiểm thường đã chia sẻ ở đầu video và thường sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn trong những cái video kế tiếp là cái phần tiền lời là bao nhiêu, rút như thế nào. Và Thuận hy vọng là cái video này cho các bạn một cái hiểu sâu hơn về Yen.Finance hay là những cái chiến lược DeFi Yield Farming mà người ta nói tới bây giờ là như thế nào. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là link của Telegram, Facebook và Twitter. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn margin fx tham gia thông qua link của thùng capital các bạn có thể điền đơn đi vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là tham gia vào sàn binance các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là tham gia vào sàn bybit coinbase remitano hay là blockfi đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những bạn nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải cẩn thận trước khi mà tham gia. Bà Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.